bằng nhà mèo. Đi ra giữ dặn con đó. Đây chị mau hơn đang coi mèo không. Được sao lấy điện thoại lại không cho chơi, khóc vậy đó. Đó, rồi tuổi thân khóc vậy đó. Điện sáo không cho chơi điện thoại. Đi ra, đi ra. Đi ra. Rồi. See you again. Tức tuổi luôn, khóc tức tuổi luôn. Con mèo, mèo ơi. Cô có ảnh nè. Không, nó không chịu đâu, mẹ nó bồng nó mới chịu. Mai mốt Dưỡng Sáu dặn nha là cấm con mèo chơi điện thoại nha. Thấy con mèo mà cầm điện thoại là Dưỡng Sáu nhốt con mèo vô toilet luôn. Nhớ nha. Chơi điện thoại riết rồi hư con mắt.